Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin học tập bốn phương ngày hôm nay. Bản tin học tập bốn phương luôn cập nhật các vấn đề nóng hổi về học tập và cập nhật các xu hướng, phương pháp học tập trong thời đại 4.0. Hãy like và subscribe kênh FIA Global Study để nhận được thông báo khi kênh upload những video mới nhé. Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, du học Mỹ ở Boston có lẽ không còn quá xa lạ với những ai đang tìm hiểu về du học Mỹ. Thành phố Boston là hiện thân của nhịp sống trẻ trung, đa sắc màu và tràn đầy năng lượng, là địa điểm thu hút rất nhiều sinh viên ưu tú đến từ khắp mọi miền trên thế giới và tạo nên một cộng đồng sinh viên quốc tế cực kỳ đông đảo. Có thể nói, thành phố Boston là một điểm sáng trên bản đồ du học. Ở bản tin ngày hôm nay, hãy ghé thăm thành phố Boston, thủ đô học thuật của nước Mỹ cùng với FIA Global Study và anh Chánh Lâm, đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của Đại học Suffolk, hay còn gọi là SUF, là một trong những trường đại học danh giá nhất tại Boston. Chào anh, rất cảm ơn vì anh đã đồng ý tham dự bản tin học tập bốn phương ngày hôm nay cùng với FIA Global Study. Theo như em được biết, SUF là một ngôi trường lâu đời tại Boston. Vậy thì với tư cách là đại diện của trường, anh có thể nêu lên một vài điểm cần gạch dưới khi nhắc về thành phố Boston cho em và các bạn đang theo dõi bản tin được mở mang không ạ? Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với bản tin của FIA Global Study ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Chánh, hiện đang làm đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của trường đại học Suffolk University ở Boston. Boston là thủ phủ của bang Massachusetts, cũng như là thành phố lớn nhất của khu vực New England, bao gồm 6 bang ở phía bờ đông bắc của Mỹ. Vì đây là một trong các thành phố cổ xưa nhất của Mỹ, cũng như từng là thuộc địa của Anh thời xa xưa, nên Boston chứa đựng rất là nhiều giá trị về văn hóa, về nghệ thuật, kiến trúc của châu Âu, pha trộn với lại Bắc Mỹ, nên là rất là phù hợp cho các bạn sinh viên mà thích cái sự năng động nhộn nhịp của Mỹ nhưng lại đam mê khám phá về văn hóa, về nghệ thuật, về kiến trúc của châu Âu. Bên cạnh đó thì Boston cũng được xem như là một thành phố cảng, một trung tâm tài chính kinh tế rất là lớn ở phía bên bờ đông, với tập hợp khoảng gần 20 công ty trong nhóm Fortune 500 và hàng ngàn các công ty khác rất lớn trong các lĩnh vực bao gồm như là tài chính, ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là một trong 4 khu vực hoạt động ngành luật mạnh mẽ nhất và là một trong 10 thị trường hoạt động về marketing, về truyền thông tốt nhất tại Mỹ luôn. Cho nên là các bạn sinh viên nếu học những cái nhóm ngành này á, sẽ có rất nhiều cơ hội để thực tập cũng như là cơ hội công việc sau khi ra trường ở đây rất là rộng mở. Thông tin thêm cho các bạn biết luôn là bang Massachusetts này được xếp hạng thứ 3 về nhu cầu tuyển dụng cũng như là xếp hạng thứ 3 về mức độ thu nhập cao nhất tại Mỹ theo tạp chí US News and World Report bình chọn năm 2019. Vâng, không phải ngẫu nhiên mà Boston được mệnh danh là thủ đô học thuật của một nền giáo dục hàng đầu nước Mỹ đúng không nào? Vậy thì thưa anh Chánh Lâm, được biết là SUF là trường đại học duy nhất tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston. Vậy học sinh, sinh viên sẽ có lợi thế gì khi nhập học tại Boston nói chung và SUF nói riêng ạ? Trường đại học Suffolk tự hào là trường đại học duy nhất có trụ sở nằm ngay giữa lòng thành phố Boston, giống như là ở Sài Gòn thì nằm ngay đường Hoa Nguyễn Huệ á. Thì Suffolk là một trong 10 trường luật lớn nhất tại Mỹ với rất nhiều những cái danh tiếng và 1/4 những cái vị thẩm phán tại các tòa án tối cao của bang Massachusetts đều tốt nghiệp từ trường đại học Suffolk ra. Bên cạnh đó thì trường Suffolk mình cũng được xếp hạng trong danh sách các trường đào tạo về kinh doanh tốt nhất theo US News and World Report và Princeton Review bình chọn vào năm 2019 luôn. Ngoài ra thì Suffolk tiền thân là một trường luật và hiện tại họ cũng đang đào tạo luật luôn. Và năm 2019 thì mình được xếp hạng thứ 3 trên toàn nước Mỹ về mức độ đa dạng quốc tịch. Và Việt Nam mình cũng là một trong 10 cộng đồng học tập rất là đông tại trường đại học Suffolk này. Bên cạnh đó nữa là một trong những cái điểm mạnh của trường đó là tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường. Thì tại Suffolk mình có trên 96% sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp và thu nhập của họ thì được xếp hạng bởi College Factor xếp hạng là 33%, cao hơn so với mặt bằng chung của sinh viên các trường khác. Thì đó là những cái điểm mạnh của trường Suffolk mà Chánh muốn chia sẻ cho mọi người thêm thông tin. Những ưu thế mà học sinh sinh viên nhận được học tại trường á, đầu tiên là đối với trường Suffolk thì trường không yêu cầu sinh viên đối với bậc cử nhân phải có thi SAT hoặc là ACT. Đối với bậc thạc sĩ thì không yêu cầu điểm GMAT hoặc là GRE, cho nên sinh viên Việt Nam mình sẽ đỡ vất vả hơn cái khâu này.
Thứ nhì nữa là về bề yêu cầu tiếng Anh đó, thì trường mình cũng linh hoạt hơn. Từ thời điểm Covid tới bây giờ thì mình trường mình chấp nhận luôn cái bài thi online là Duolingo, thay vì các bạn phải thi là IELTS hoặc là TOEFL thì các bạn bây giờ vẫn có thể được chấp nhận bằng kết quả của bài thi Duolingo online luôn, cho nên là cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nếu mà chưa kịp thi cái phần thi tiếng Anh này. Tiếp theo nữa là trường có quỹ học bổng rất là tốt cho sinh viên, cho nên là các bạn yên tâm nếu mà mình có năng lực thật sự và đam mê một ngành học nào đó tại trường thì cứ tự tin nộp đơn vào trường thì sẽ được cân nhắc xem xét học bổng và mình không cần phải làm hồ sơ gì riêng hết. Ngoài ra thì những cái cơ hội thực tập cho các bạn thì sẽ rất là dễ dàng tìm kiếm ngay tại sân trường luôn, tại vì trường thì thường là ở trung tâm thành phố lớn và cũng có hơn 115 năm thành lập rồi, cho nên là họ có rất là nhiều những cái mối quan hệ với các công ty lớn trong khu vực và họ thường xuyên tổ chức những cái buổi tuyển dụng thực tập, tuyển dụng nhân sự ngay tại sân trường. Và các bạn sinh viên trường thường chỉ cần đăng ký thông qua ứng dụng của sinh viên là có thể tham dự được những cái sự kiện này. Wow, cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Với những ưu thế mà anh đã liệt kê thì quý phụ huynh và các bạn học sinh ơi, chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đưa ngay tên trường SUF vào sổ tay du học của mình. Có lẽ hầu hết chúng ta sẽ nghĩ rằng việc học tập tại một ngôi trường danh giá như SUF chẳng hạn thì thường sẽ đi liền với mức học phí đắt đỏ. Vậy thì không biết là quan điểm trên có đúng với lại SUF không ạ? Thì nhờ anh Chánh Lâm bật mí đến quý phụ huynh và các bạn học sinh cách để giải bài toán chi phí du học giúp em nhé. Về học phí của trường so với việc đối với sinh viên Việt Nam á, thì theo nhiều năm làm việc với trường thì em thấy đây là một ngôi trường có chi phí sinh hoạt hợp lý đối với sinh viên Việt Nam. Trường mình được xem như là học phí rẻ nhất trong các trường tư tại khu vực New England 6 bang. Và trường có chính sách học bổng rất là tốt đối với sinh viên Việt Nam mình và sinh viên quốc tế nói chung. Học bổng tại trường mình thì năm 2021-22 đối với bậc cử nhân đó, là tối đa là 22.000 một năm và được gia hạn cho 3 năm tiếp theo, là có thể nói đến là khoảng 88.000 cho học bổng đối với bậc cử nhân. Dạ, cảm ơn anh. Cùng với chính sách học bổng thì ngành học cũng là một yếu tố rất được nhiều bạn quan tâm. Không biết hiện nay thì ngành nào đang là những ngành nổi bật và chủ đạo của SUF vậy ạ? Có thể kể đến những cái ngành mạnh của trường như là ngành Big Data and Business Analytics, thì đây là cái ngành rất là phổ biến hiện giờ mọi người cũng biết rồi, thì học về những cái phần thống kê, những cái phân tích kinh doanh. Trường mình là trường duy nhất mà được công ty SAP là công ty dẫn đầu thế giới về việc phát triển những phần mềm quản lý doanh nghiệp chứng nhận một chương trình đào tạo. Những ngành tiếp theo có thể kể đến như là marketing hoặc là tài chính. Thì tài chính cũng là một trong những ngành mà trường mình có viện CFA công nhận chương trình đào tạo, cho nên là các bạn cũng sẽ dễ dàng hơn thi được cái bằng CFA sau khi ra trường với tỷ lệ cao hơn so với lại những trường khác. Ngoài ra thì trường cũng đào tạo các ngành khác về khoa học và nghệ thuật, ví dụ như là ngành chuyên về báo chí journalism. Thì trường mình là một trong số ít trường mà làm partner với lại đài truyền hình NBC, NACN và tạp chí Boston Globe rất là lớn tại Boston. Thì các bạn sinh viên mình sẽ được thực tập tại những nơi này ngay từ thời điểm là sinh viên năm 1. Những ngành khác ví dụ như là communication, truyền thông, ngành computer science, khoa học máy tính, ngành information system, hệ thống thông tin, graphic design, ngành thiết kế. Thì đây là những ngành cũng khá là nổi trội tại trường đối với sinh viên quốc tế mình. Đối với điều kiện đầu vào của trường thì bậc cử nhân yêu cầu điểm học thuộc của các bạn là 2.7/4, tương đương Việt Nam mình là khoảng 6.8. Tiếng Anh thì bạn có thể thi TOEFL, IBT khoảng 79 hoặc là IELTS 6.5, hoặc là có thể làm bài test Duolingo 105 điểm. Ngoài ra thì nếu mà những bạn nào mà không đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào trực tiếp của trường thì mình sẽ có những cái chương trình dự bị cho bậc cử nhân và thạc sĩ với yêu cầu thấp hơn để các bạn có thể đi vào. Ví dụ cử nhân thì thấp nhất bạn có được là điểm GPA là 2.2/4 và IELTS 5 chấm, còn bậc thạc sĩ là GPA thấp nhất là 2.5/4 và IELTS thấp nhất đó là 5.5 để mình được nhận một chương trình dự bị và chuyển tiếp vào chương trình chính thức tại trường sau đó. Ngoài ra nếu mà những bạn nào mà vẫn chưa có trình độ tiếng Anh đáp ứng được cái yêu cầu vào lớp dự bị thì mình có thể học vào cái chương trình tiếng Anh học thuật có 6 cấp bậc khác nhau.
để bạn có thể chuẩn bị nền tảng tiếng Anh tốt nhất trước khi mình bước vào chương trình học về hàn lâm học thuật. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự và chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích vừa rồi. Chúc anh có một năm 2022 thịnh vượng và thành công. Chúc các bạn học sinh sớm tìm được miền đất hứa trên hành trình chinh phục tri thức của mình. Chúc chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian lắng nghe buổi chia sẻ thông tin của Chánh về trường đại học Sớp Việt cùng với các lợi ích mà trường cũng như là thành phố Boston có thể mang lại cho các bạn trên bước đường du học tại Mỹ. Nếu các bạn quan tâm đến các vấn đề nóng hổi về học tập và cần cập nhật các xu hướng, phương pháp học tập trong thời đại 4.0, hãy like và subscribe kênh FIA Global Study để nhận được thông báo khi kênh upload video chia sẻ những thông tin bổ ích này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.